Hello, chào các bạn nha. Hôm nay là ngày thứ 18 mà các bạn. Ngày thứ 16 với ngày thứ 17 là không có quay cho các bạn. À, có quay nhưng mà không có đăng clip. Ngày thứ 18. Cho nó 4 giờ sáng rồi các bạn. Vì cái phone này cái dung lượng nó hết rồi, không có up lên cho các bạn được. Rồi không có quay được. Mình phải xóa bớt video đi. Thì giờ lấy ra quay cho các bạn xem nó cút như thế nào ha. Hồi sáng vệ sinh cái lồng này. Bây giờ nó mới tè nữa này. Hồi sáng vệ sinh cái lồng này lấy ra nó để lên cái nóc này, cái nóc chuồng này. Thì 5 hay 6 con lao xuống đây lì lắm các bạn. Bây giờ lanh rồi, không biết có nên nuôi chung với mẹ nó không, cho nó vô mẹ nó coi, cho nó vô mẹ nó coi, cho nó vô đó. Con kia là yếu nhất, bỏ nó vô đó là nó tìm đến vú mẹ nó bú. Cái gì thì cút không? Quá cút luôn. Bỏ mấy con này vô luôn đi. Để nó vô đó đi. Cho nó vô luôn. Biết phóng xuống dưới rồi. Biết phóng dưới rồi. Biết quậy lắm rồi. Sáng cho bú rồi, giờ đâu có giờ bú nữa rồi, đâu cho bú đâu. Vâng, nó vô đó đi. Nò quá nò. Sợ mấy con là thấy nó tầm lum tầm la. Nó lọt khe hết, nguy hiểm quá. Liếm mấy cái chùi nó ghê chứ. Liếm chuồng ghê quá, mặc dù chuồng tôi vệ sinh sạch sẽ rồi mà mình mới tè nó nữa, rất nguy hiểm. Thấy không, rồi dễ thương không, cút không, quậy lắm rồi. 18 ngày rất là quậy, đến 2 ngày nữa mới quay clip cho các bạn xem mà thôi, đợi quay luôn để bỏ sót một ngày nào đó cũng hơi tiếc cho các bạn ha. Nhìn nó đã không, cái này đã tiêm từ 2 đến 3 liều coli và 2 liều tức là 2 giọt á, mỗi con là 3 giọt, từ 2 đến 3 giọt coli và mỗi con 2 giọt là cầu trùng. Sáng cho bú rồi cho nên là con mẹ ở đâu cho bú nữa đâu. Quậy lắm các bạn ơi, có thể leo được rồi, leo được rồi. Leo múc chỉ lên đây rồi, à, leo được rồi. Nào leo nè.
leo dữ dằn luôn. Mệt lắm. Rất là quậy, thấy có vẻ sáng nay cho bú là cũng đều đều rồi đó, thấy sợ con nào bụng cũng bự hết đó, nó muốn rồi, con nó ăn hay không? Thường thường mấy con mắt đen thì lại thấy nó khỏe rồi, đỏ không thấy khỏe bằng. Vô liếm liếm chuồng nó mới ghê chứ. Ba nữa nè. Đó. Ba nữa đó. Bỏ ra đây. Bỏ nó vô đây. Nó quay vô ngoài đây một chút coi. Đi mò mò rồi liếm liếm nữa. Ghê quá đi. Có kìa, chạy kìa. Rồi thôi, chào các bạn nha, cập nhật vài hình ảnh vui vui này cho các bạn xem, rất là cút luôn, quá trời quá đất, sợ nó đi lung tung, nó ăn lung tung, mặc dù đã phòng cho nó rồi cũng sợ nữa.